say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it at this way. We got that on your trong đời. Yêu anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side. Rồi bời để anh được thấy em luôn mỉm cười, và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Chỉ cần mình cùng bên nhau, bao gian nan sẽ qua mau. Sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side. Đây à? Ừ, đây, chú giả đây à? Nhầm đây 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 mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi ta.
xuân này ta sẽ có nhau nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sắc già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình. Tập thể ban giám đốc, ban lãnh đạo công ty cổ phần Big Star, kính thưa tất cả các vị quý khách, thưa tất cả các bạn, hôm nay là một ngày vui, rất vui của tập thể nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty cổ phần Big Star Việt Nam, và cũng là một ngày trọng đại của hai bạn Công và Giang. Bạn Công là thành viên của trong nhà máy chế biến thực phẩm. Bạn Công và Giang đã đi đến một cái quyết định rất là trọng đại trong cuộc đời, là các bạn đã tổ chức một cái lễ kết hôn. Vì điều kiện là hoàn cảnh của các bạn là ở xa, cho nên hôm nay thì hai bạn cùng với tập thể ban lãnh đạo của công ty cổ phần Vista Việt Nam và nhà máy chế biến thực phẩm có tổ chức một bữa tiệc nhỏ liên hoan, mời tất cả các vị quý khách cùng tất cả mọi người chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn Công và Giang. Thay mặt cho tập thể ban lãnh đạo của nhà máy chế biến thực phẩm cùng toàn thể tất cả 40 cán bộ công nhân viên của nhà máy, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị quý khách, các bạn đã tới chung vui với hai thành viên của nhà máy chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành của các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc và vui vẻ. Xin cảm ơn. Các bác, các chú, anh và toàn thể tập thể cán bộ công nhân viên của công ty Chipstar. Thì những gì mà con nói thì Phương Cường vẫn thay mặt con vẫn nói hết, thì con chỉ muốn là cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo cổ đông công ty, như là ban lãnh đạo xưởng nhà máy chế biến đã tạo điều kiện cho vợ chồng con có được một buổi tiệc và vui và náo nhiệt như hôm nay. Con cũng lần nữa con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến chơi chung vui cùng với vợ chồng con. Con cảm ơn và xin chúc mọi người một buổi tối thật là vui và ngon miệng. Con cảm ơn.
nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời. Thêm đẹp xinh màu áo mùa tươi đang vào mùa xuân ngát hương trời đất giao hòa niềm vui bốn phương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Đám cưới về trên thành đô,
hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hồ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hồ hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con đi trang mỹ
cô dâu non non không nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi, một thay có con lợn quay. Áo đẹp, áo đẹp, áo đẹp. Câu đầy buồn. Áo này đẹp đấy. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trong người ra mà xem mới được cả niềm. Ôi nhưng mà anh được đây, thôi em nó mỗi cái một cái đâu ạ, có bảy cái đấy ạ, có bảy anh em đấy ạ. Gọi bạn ra đi. Ra ra, gọi ra ra. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã biết xa hơn chưa. Gọi vợ là đúng rồi, nhìn nó chuẩn đi. Anh cẳng nhỉ. Ôi giời, không muốn kia này. Éo lấy vợ này. Mệt lắm này. Thôi mỗi chú phải đây vào. Thôi ít thôi. Thôi ít nhìn nó không ấy đâu. Thôi em tế đến nhiều. Em mới thành nhỏ nó làm tế đến nhiều luôn. Em đang hoang mang. Để em nhắm miếng mồi á. Tao bây giờ cưới mà thế này tao đến đeo cưới vợ rồi. Thôi à. Em ơi, cái mâm đấy ấy, mà cái giá là nếu mà cảm thấy con mừng con bề ấy thì em cũng phải lấy. Bọn này nó không có tiền đấy đội. Chốn luôn rồi Nam ơi. Anh nghĩ là tôi không còn. Đấy em biết hoàng bên bạn Nam trước rồi đấy bọn. Thôi anh được đây. Thôi anh được. Tươi thế anh được. Anh được tươi thế. Vui rồi. Nhiều quá. Uống bao nhiêu thì uống. Nhiều quá. Uống bao nhiêu thì uống thôi. Được rồi Nam ơi. Đây. Nhiều quá. Uống bao nhiêu uống thôi nhá. Ok. Ui. Uống chén nào không? Đây. Đấy, chén này, cầm chén tôi, chén này. Đây uống thôi, cứ cầm chén. Chén nào cầm. Không nhưng mà nhà này, em thưa với anh này. Em uống từng chén nhưng mà có các anh người ủng hộ em chén. Anh được, cân đất. Anh được đại diện. Anh được đại diện, đúng rồi. Cân cân rồi, cân cân rồi. Em uống cái này, cứ uống thôi, chúc mừng anh, chúc hai em. Chén của em đây, chén anh được đại diện. Đấy, đúng rồi, anh được, anh chén đại diện. Anh được, đấy, mình. Không, đây. Ai đề xuất thì phải đại diện thôi nhỉ. Mà nhận thôi. Cái này là anh được, anh sẽ đại diện đúng cuối cùng. Mà anh đại diện anh phải đầy lên. Em khổ lắm rồi. Muốn lấy vợ. Em đổ lại cái này được không? Em đổ lại. Không. Em xin phép. Từ đó nhá. Ví dụ là chú thích. Cảm ơn. Em thích cầm cái phong bì này thì em uống, mà vợ thích cầm phong bì đấy thì vợ em, uống. Em sẽ uống vợ cầm phong bì đấy. Không, giờ phải đánh đôi. Em cảm ơn các anh nhá. Em uống thử ha. Thôi thôi đừng bỏ. Được. Sắp đôi thì phải, đúng rồi. Kìa anh Quân kìa. Ủa cô ai vậy? Được, em cảm ơn anh được. Ở đây có Quyên có 5 người gửi mừng nữa. 5 người. Bỏ chén ra ngoài để cho vợ có chút không bì. Sao lại vợ không uống nhỉ? Đấy. Ê, nguy hiểm lắm. Ê, dạ anh được. Chén này hai vợ chồng. Thôi. Ok. Nào. Rồi. Ly của em cầm lên. Rồi, xin cảm ơn anh vợ chồng. Anh được đại diện nhá. Đây. Rồi. Hai con này. Rồi, lần sau nhé, trước khi uống nhé, cũng kiểm tra xem có lõi nhé. Chắc có lõi này. Rồi. Hai cái đấy cầm cho ạ. Giải lên nó. Đừng cứ... Kia, còn hai cái... Chú cầm kia. Đúng. Đâu rồi. Đưa lên hai cái nữa của anh nhé. Đưa. Bây giờ là hai cái nữa của anh này. Thôi, tí nhất nó phải đi tiếp khách. Không sao, anh Tú uống thì uống. Anh Tú uống, hai cái của anh Tú thì anh Tú uống. Đây. Của anh Tú thì không bị của anh Tú phải uống thì vào.
Thank you.
Thank you.
Có một nơi trời con trong hai tử.